thì Brad Pitt với lại cô Bạch Tuyết nha. Nhá. Lại là cô Bạch Tuyết tiếp à? Ừ, làm với cô Bạch Tuyết tiếp, tại vì cái này là một chuỗi dự án ấy. Bây giờ mình đến với một cái phần cũng rất là đặc biệt của chương trình, đó chính là phần cuộc gọi thần thánh. Tại vì cô Tuyết biết không, là thông qua chương trình thì mình sẽ luôn luôn có một cái cuộc gọi của một vị khách mời xuất hiện trong Hot Trend, sẽ gọi cho một người bạn để thua về một cái vấn đề nào đó để cho người đó tin là thiệt. Và sau đó thì mình sẽ nói là thực ra chỉ là gì, là một vấn đề troll thôi. Thì hôm nay có Hoàng Dũng với lại có Tuyền thì chắc là quán tù xì. Quán tù xì rồi, mà Dũng với Tuyền quán tù xì. Thua hay thắng? Thua gọi hay thắng gọi? Thua ha. Thua gọi. Một. Ôi, tao gọi thua gọi đúng không? Người nào gọi, người nào thua gọi. Dạ đúng rồi. Rồi. Vô. 1, 2, 3. Rồi. Ý trời ơi mọi người. Có nghĩa là ngay từ đầu là mình đã tính cho tiền rồi. Phải biết sợ ông trời. Biết sợ ông trời. Sợ ông trời. Sợ ông trời lắm. Bây giờ mình gọi ai ạ? Gọi ai bây giờ ta? Gọi ai mà dễ trêu ấy? Gọi ai mà hay tin người ấy? Hay tin. Hay tin. Gọi ai mà còn kiểu không không có bị liệu mồm ấy. Gợi ý đi. Sắp tới có làm việc với ai, hay là trước đây là gần đây nhất có đang làm việc với ai không? Gọi cho người đó thì dễ. Thật ra có những người mình chơi rất là thân, nhưng mà chơi rất là thân kiểu nhiều khi gọi sẽ bị liệu mồm ấy. Sẽ bị thân quá ấy. Thì lên sóng livestream thì lẽ sao sẽ không sensor được. Thì sợ bị hớ. Đồng ý. Đấy, cho nên là mình phải kiếm người nào kiểu ấy để mình gọi bây giờ ta, để con. Nãy Dũng nói đó, kiếm người nào dễ tin. Kiếm nào dễ tin. Đây, phải ngồi, phải mở cái list ra. Đừng kiếm người đang làm việc chứ. Nhớ là gọi xong rồi không làm việc nữa. Ok, được. Cũng có nhiều cuộc gọi thần thánh là mấy bạn kia bị troll là một cách là nặng nề. Giờ kia có ghi lỡ lời không chơi nhau luôn? Dạ không, chưa. Một game này trường hợp đầu tiên. Giờ sao ta? Gọi trai ạ? Mà nói về vấn đề gì? Thế giờ bạn suy nghĩ đi. Bạn suy nghĩ Dũng có content gì phụ không? Content gì trước giờ em toàn mượn tiền thôi, em mượn tiền hoài luôn á. Ừ, mượn tiền hoài luôn á. Mời đám cưới đi. Nói sắp tới đám cưới tụi bạn làm, bạn gọi cho ai cái đã. Mình mà mời đám cưới là chấn động. Giờ trong khi chờ đợi, mọi người suy nghĩ giờ mình hát chơi đi. Dạ, bây giờ cô... Mưa rơi lạnh đất trời quanh tôi. Mưa hay dòng nước mắt tuôn rơi, ngày con mới ra đời, mẹ đang tuổi xuân thời. Suốt một đời mẹ trông ngóng con, tóc trắng mây trời muôn nhạt màu son. Con vẫn còn mải mê nơi chốn xa, để mẹ già đêm heo ngày hòn. Cô Tuyết không chỉ hát một lần mà hát hai lần nha mọi người. Rồi bây giờ là chờ Hứa Kim về để gọi điện thoại. Mà bây giờ xong chưa? Gọi để kêu Văn Mai Hương tham gia một cái project cải lương ha. Ok, hợp lý. Rồi, hứa lại đi. Gọi cho chị Văn Mai Hương nha. Quý Hương Mãi. Chuông reo rồi nhưng không biết có bắt máy hay không. Chị nghe đây. Alo bác hả? Này em bảo, bác biết bài cải lương của em với Dũng với cô Bạch Tuyết rồi đúng không? Đây, đây chuẩn bị làm phần 2. Kiểu nhưng mà kiểu cũng phải là một ca sĩ Bắc nhưng mà phải hát cải lương nguyên một khuôn rất là dài ấy. Thì xong rồi kiểu có quay MV rồi kiểu nói chung là sẽ làm như là tuồng ngày xưa luôn á, bác có tham gia được không? Em làm chị tham gia. À thế hả? Thì bác Fit với lại cô Bạch Tuyết nhé. Nhá. Lại là cô Bạch Tuyết tiếp à? Ừ, làm với cô Bạch Tuyết tiếp, tại vì cái này là một chuỗi dự án ấy. Xong rồi kiểu chắc là đóng vai mẹ con hay là kiểu gì đấy. Hay là hai bà Trưng kiểu vậy. Ừ nhá. Okay nhá. Rồi, thank you. Cô ơi, cô quá lan tỏa rồi. Màu cả là mơ đồng ý liền. Không là baby mời mà người ta biết chúng mình làm đàng hoàng đúng không? Dạ. Nghĩ sao đang hai đi mời là đóng vai mẹ con xong chuyển thành hai bà Trưng. Nhưng mà Duy biết rằng cái thế giới này ngộ lắm, nó có những cái mình không tưởng mà thành ra có tưởng. Dạ. Nó cũng giống như cái câu mà comment của khán giả đó. Dạ. Trời ơi, MV nè, tức là sự kết hợp không tưởng
nhưng mà cuối cùng rồi quá tưởng. Dạ, đúng, đúng, đúng. Có một cái comment của người ta đó. Dạ. Là tại vì cái gì mà nó xa lạ quá thì người ta không thể tin rằng nó thành công. Dạ. Tức là cái này là ở hai đầu nỗi nhớ nữa. Vâng, vâng. Nhưng mà con ghim cái thử thách này lắm, tại vì con bị hớ một lần cái thử thách này rồi. Sao hớ? Con là người bị hại. Lần trước là chị Tóc Tiên gọi, sau chị Tóc Tiên bảo là Hùng tiền mua nhà mua đất ấy. Nó chắc chắn nó sẽ lên giá trong tương lai. Thì bây giờ hai chị em mình Hùng mua đi. Ê, nhưng mà tao đang kẹt quá, tao đang đó, tao vừa là tao làm dự án đây nè. Tao đang tính là hỏi kêu mày Hùng với chị đi. Xong rồi mày Hùng thì hai phòng ngủ hay ba phòng ngủ gì cũng được. Cũng thôi mày. Ok. Ừ, okay. Mày đi coi. Em con vốn được mà. Ừ. Thì mày con vốn trước cho chị đi, tại vì có gì sang năm thì bây giờ thì hiện như đang kẹt làm dự án quá, nhưng mà có gì sang năm chị trả lại cái phần đó. Hiểu không? Ừ, ok, thì coi dễ đi, coi căn đi, em đi coi một phát coi. Ok. Ok nha. Thôi, đầu tư là được. Sao rồi, anh, tôi nhớ là mày cũng chi nhiều tiền lắm đúng không? Xong khai ra hết luôn là đang làm gì, mua gì.